Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng bất ngờ. Chúng ta đã có mặt vào bán kết rồi. Một sự ngọt ngào đến kỳ diệu. Hoàn toàn xứng đáng thôi. Và lời đầu tiên thì cho Trâm gửi lời chào đến kênh truyền hình Báo Thanh Niên. Ngày hôm nay Trâm rất là vui, tại vì được Báo Thanh Niên mời ngồi đây để mà nói chuyện về bóng đá. Thật ra thì Trâm cũng không phải là cái người mà am hiểu về bóng đá lắm, nhưng mà là một cái người rất là đam mê, thích. Có nghĩa là mình thích xem và mình rất là yêu thích những cầu thủ trẻ bây giờ nữa. Khi mà mọi người coi cái clip mà mới vừa chiếu xong á, thì thật ra nhìn lại cách đây một năm về trước á, là Trâm cực kỳ cuồng về cái bóng đá luôn. Và cái lúc này á, là cái giai đoạn mà U23 châu Á đá, Việt Nam mình đi đá. Cái clip này là cái clip mà sắp vào bán kết. Thì lúc đó là Trâm có coi, Trâm có coi những trận đấu và Việt Nam mình lúc đó đá rất là hay luôn. Thì trên mạng á, xuất hiện những cái clip mà để mà những cái clip chế để mà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam của mình. Thì Trâm cũng thử làm một cái clip. Và Trâm làm cái lúc này là với cái hình ảnh là Trâm đang đi quay, Trâm đang đi quay phim. Và cái giờ giải lao á, thì Trâm làm cái clip đó và Trâm hơi bị cuồng một tí xíu. Nhưng mà khi mà Trâm up lên Facebook á, thì nhận lại lượt share với lại lượt bình luận rất là nhiều. Đa phần là mọi người khen là dễ thương. Thì đây là một kỷ niệm mà không thể nào mà quên được. Trâm còn nhớ là lúc đó là tới khi mà Việt Nam mình vào chung kết á, Trâm còn đi bão nữa mà. Tại vì mình không có thời gian nhiều để mà mình coi, nhưng mà những cái trận chung kết hoặc là bán kết á, thì Trâm đều cố gắng là tụ họp lại và hẹn các bạn diễn viên. Ví dụ như anh Trương Thế Vinh nè, Trâm nhớ hoài luôn. Anh Trương Thế Vinh nè, Lina Trang nè, Trâm nè và các bạn diễn viên khác nữa, là đem nước và trái cây nọ đi ra ngoài phố đi bộ và coi ở một cái màn hình rất là to. Và tất cả mọi người ngồi trước cái màn hình, nó chỉ cách một chút xíu thôi đó. Trời ơi, ngồi la hét sùm hết mà miệng Trâm là to nhất. Tuần vừa rồi thì tất cả mọi người cũng đã được theo dõi trận của Việt Nam và Lào. Thì như mọi người đã biết là Việt Nam mình đã chiến thắng, thì bản thân Trâm rất là vui. Và Trâm cũng thấy là mình tin là Việt Nam mình sẽ chiến thắng. Và y như rằng Việt Nam mình đã thắng rồi. Như người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt, đúng không? Cho nên là Trâm nghĩ đây là một cái chiến thắng mà có thể tạo nên niềm tin cho Việt Nam mình có thể đi sâu hơn nữa vào cái giải AFF Cup này. Và sắp tới thì sẽ là cái trận đấu của Việt Nam và Malaysia. Thì Malaysia cũng là một cái đội tuyển mà theo Trâm nghĩ là cũng là một đội rất là mạnh và cũng ngang tàng ngang sức với lại Việt Nam của mình. Nhưng mà Trâm có là một niềm tin, đó là Việt Nam mình sẽ chiến thắng. Trâm sẽ dự đoán là cái trận tiếp theo của Việt Nam và Malaysia, đó là Việt Nam mình 2 và Malaysia sẽ là 1. Và hai cái này, hai cầu thủ sẽ đá vào, đó chính là Công Phượng và Quang Hải. Trâm thì cũng không có gì hơn ngoài chúc cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam mình có một sức khỏe, một tinh thần lạnh để có thể là chinh chiến trong các trận đấu của AFF Cup. Và đặc biệt hơn là sẽ có một tình yêu của người hâm mộ. Lúc đó là mình sẽ giữ vững tinh thần mình để mà tiến sâu vào chung kết và giành được chức vô địch. Và điều quan trọng hơn là khi mà vào trận chung kết thì chắc chắn là Trâm sẽ đi ra đường, đi bão với mọi người, cổ vũ cho tất cả các bạn. Cho nên là mọi người cố lên, hát tim. Tạm biệt Thái Lan xinh, tạm biệt mà lại yêu dấu. Mà anh vào chung kết rồi, nhớ là quên sao được cái áo lạc thật yêu.